các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn món ớt ngâm chua ngọt. Cái món này là các bạn mình ăn được với rất là nhiều món, ví dụ như là cơm nè, hủ tiếu nè, mì, phở, ăn kèm vào thì làm cho cái món ăn của chúng ta nó đỡ ngán hơn. Và với cái thành phần nguyên liệu ngày hôm nay của mình rất là đơn giản luôn, là mình sẽ cần là 250g ớt xanh. Trái to to như thế này nè các bạn. Mình mua về mình rửa sạch và mình để cho nó ráo nước, và mình lấy cái khăn giấy các bạn, mình lau cho những cái chữ ớt của mình nó thiệt là khô ha. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ cần, đây là 250ml giấm là các bạn, hay mình đong là một chén á. Và đây cũng là 250ml nước lạnh luôn nè các bạn. Cái nước này mình nấu xong rồi mình để cho nó nguội lại á các bạn. Rồi mình cũng sẽ cần thêm là 4 muỗng canh đường, và đây là 1 muỗng cà phê muối. Và chỉ cần 5 thành phần đơn giản như thế này là mình sẽ có một cái hũ ớt ngâm giấm đường rất là ngon. Và mình để trong ngăn mát tủ lạnh mình ăn cũng được rất là lâu luôn đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm liền cái món ớt ngâm giấm đường ngày hôm nay. Và rồi tiếp theo là các bạn, mình sẽ chuẩn bị một cái tô cho nó to như thế này để mình chứa những cái nguyên liệu của mình. Bây giờ mình sẽ cho 250ml giấm ăn vào nè các bạn. Hay mình đong lường là một chén á các bạn. Một chén giấm và một chén nước đun sôi mình để nguội ha. Rồi 4 muỗng canh đường mình cho vào luôn. Và 1 muỗng cà phê muối ha. Rồi mình quậy nó lên nè các bạn, để cho muối đường của mình nó tan trong cái nước giấm của mình. Mình làm đơn giản lắm các bạn, không cần mình đun trên nước, đun cho nước nó sôi đâu các bạn. Mình chỉ cần lấy cái nước đun sôi để nguội rồi mình pha ra là được rồi. Đơn giản lắm. Đó, mình quậy cho nó tan hết đường muối của mình. Khi mà nó tan hết rồi mình để nó qua một bên. Và rồi tiếp theo là các bạn, những trái ớt của mình sẽ cắt bỏ cái cuống ớt đi ha. Sau đó mình sẽ cắt khoanh, những cái khoanh vừa ăn á các bạn. Đừng mỏng quá mà đừng có dày quá, vừa vừa thôi. Như thế này. Đó, mình sẽ cắt lần lượt cho hết cái số ớt của mình đó các bạn. Rồi mình cũng đã cắt xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị thêm một cái rổ nữa các bạn. Mình sẽ cho tất cả ớt vào trong cái rổ này để mình bỏ bớt cái hạt ớt đi á các bạn. Mình cho tất cả vào trong cái rổ ha. Rồi mình lắc, mình sắp lên như thế này để cho cái hạt ớt á nó rớt xuống phía dưới á các bạn. Cái hạt này các bạn nó rớt xuống được mà khá nhiều ha. Bây giờ còn này bắt đầu mình sẽ ngâm cái ớt của mình. Và rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái keo, một cái hũ này là các bạn, mình đã trụng nó qua nước sôi. Sau đó mình sẽ để cho nó ráo thiệt là ráo nước. Như vậy thì mình ngâm ớt á nó sẽ được lâu hơn, nó không có bị nổi ván đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho ớt này nè các bạn vào trong cái hũ của mình. Cho hết vào trong đây nhé. Rồi mình đã cho nó vào hết rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái nước giấm đường của mình, mình cho vào trong cái hũ này. Mình cho hết vào luôn các bạn. Và mình đã cho hết cái lượng nước giấm đường vào đầy cái keo như thế này nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp
cái hũ ớt của mình lại và mình sẽ để nó trong cái ngăn mát tủ lạnh từ 4 cho tới 5 tiếng thì mình có thể đem ra sử dụng được rồi. Mình có thể ăn kèm với những cái món ăn của mình. Và các bạn cứ việc mình để trong ngăn mát tủ lạnh, mình sẽ ăn dần để cũng được rất là lâu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đem vào trong ngăn mát tủ lạnh và 4 đến 5 tiếng sau mình sẽ đem ra mình thưởng thức cái món ăn của mình nhé. Và cuối cùng cái món mà ớt ngâm giấm đường của mình cũng đã xong rồi nè các bạn. Sau khi mà mình ngâm trong, mình để trong ngăn mát tủ lạnh được 5 tiếng, bây giờ mình đem ra và mình có thể thưởng thức chung với những cái món ăn của mình. Và cái ớt này là các bạn mình ăn được rất là nhiều món, chẳng hạn như là bún, mì, phở và hủ tiếu các bạn. Và mình cho ăn cùng vào thì nó sẽ tăng thêm hương vị của món ăn nè, kích thích nè, làm cho mình ngon miệng hơn các bạn. Và cách làm thì đơn giản vô cùng luôn. Và cái món ớt này là các bạn mình ngâm mà nó vẫn còn một màu xanh như thế này rất là đẹp. Nếu như các bạn mà để hơi lâu một tí xíu thì nó có thể chuyển sang một màu vàng nhạt á. Và mình nên làm một cái hũ như thế này, mình để trong ngăn mát tủ lạnh mình dùng dần á các bạn. Rất là tiện lợi luôn. Cách làm thì đơn giản. Nếu như các bạn nào mà thích á thì các bạn có thể làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một cái món ớt ngâm giấm đường thiệt là ngon nha. Mình chúc các bạn làm thành công.